Đây là bánh chao tuổi thơ rồi mấy chị, mới vừa ra rồi nóng hổi luôn đó mấy chị ơi. Bánh rất là ngon luôn, giòn rụm rụm này. Đó em bẻ cho mấy chị coi nè, giòn cắn đã lắm luôn mấy chị. Em gắn cho mấy chị coi nữa, rồi gấp gấp gấp, rồi gấm rồi ngon ơi ngon mà không có ngọt, tính là bánh tuổi thơ mấy chị.